Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong một loạt các chuyên đề về ôn tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Và chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề số 2 với cô ngày hôm nay. Và thưa cô, hôm nay chúng ta học về chủ đề gì ạ? Hôm nay mình sẽ tiếp tục với chủ đề chuyên đề số 2 về phần ngữ pháp, đó là phần report to speech, là phần câu gián tiếp. Như chúng ta đã biết, câu chuyên đề về câu gián tiếp là một chuyên đề rất là quan trọng cũng như là một phần ngữ pháp khó trong chương trình tiếng Anh của lớp 9. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại với cô cùng các dạng bài tập liên quan đến phần chuyên đề này, và cái phần bài tập này nó sẽ chiếm cái tỷ trọng rất là cao cái phần điểm số trong phần bài thi của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần đầu tiên. Trong phần bài tập ngày hôm nay, cô sẽ có giới thiệu chúng ta hai phần. Phần thứ nhất, mình sẽ cùng nhau ôn tập về phần report to speech review, bởi vì phần này chúng ta cũng đã học rồi chứ không phải là kiến thức mới. Và phần thứ hai, cô sẽ giới thiệu các bài tập liên quan đến phần chuyên đề ngữ pháp có dạng bài tập này. Okay, so let's get started with part 1, report to speech review. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngay sau đây. Okay, so I will have some examples and look at the screen and we will see what did the man say. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một số ví dụ liên quan đến câu gián tiếp nhé. Mình nhìn thấy trên hình là một người đang phát biểu và anh ấy nói là gì ạ? I will pay higher salaries. Anh ấy hứa là tôi sẽ trả lương cao hơn, và chúng ta sẽ cùng theo dõi một thời gian sau. Okay, so 2 years later, what did he say? Và người ta đã hỏi nhau là 2 năm sau đó thì ông ấy đã nói gì? So he said that. He said that he would pay higher salaries. Ông ấy nói là ông ấy sẽ trả lương cao hơn. Và chúng ta sẽ quan sát hai cái người nhân viên ở đây. Chúng ta xem liệu hai người này có trả lương cao hơn không. Ok, đó. Như vậy mình thấy là đây là một ví dụ khá là vui, và chúng ta thấy có cái sự khác nhau giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp về thời điểm 2 năm sau, đúng không ạ? Cô có câu ví dụ số 2. I will buy new buses for the city's transport. Tôi sẽ mua thêm nhiều xe buýt cho hệ thống giao thông của thành phố. And let's see what did he say 2 years later? Họ bàn với nhau là ông ta sẽ nói gì? Ông ấy đã nói gì ạ? Ông ấy hứa là gì ạ? He said that he would buy new buses for the city transport. Ông ấy nói là ông ấy sẽ mua thêm nhiều xe buýt. Và chúng ta hãy nhìn xem hệ thống xe buýt của thành phố có được trang bị thêm nhiều xe buýt không? Vẫn như thế đúng không ạ? Đó, mình xem ví dụ tiếp theo nhé. I'm going to eliminate pollution. Tôi sẽ làm giảm môi trường, ô nhiễm môi trường, đúng không ạ? And 2 years later, what did he say? He said that. Và câu này chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu gián tiếp như thế nào nhỉ? Các bạn thử comment answer cho cô xem nhé. He said that he was going to eliminate pollution. Đúng chưa? Đó. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem có pollution có được eliminate không ạ? Ô nhiễm có được giảm không? Chắc chắn là không rồi với bức hình này. Và cô có một ví dụ nữa. I'm not here to get rich. Tôi không ở đây để làm giàu. Và 2 năm sau chúng ta thấy ông ta rất là giàu có, đúng không ạ? And we say, what did he say? He said that he wasn't there to get rich. Như vậy cô có 5 ví dụ liên quan đến phần câu gián tiếp ở đây để làm gì? Để chúng ta thấy trong cái phần câu trực tiếp và câu gián tiếp mình thấy có sự khác nhau cơ bản. Đó là thời gian thay đổi. Một bức hình là ông ta nói trực tiếp với phóng viên, và một bức hình là 2 năm sau người ta hỏi nhau về những lời ông ta nói. Như vậy câu gián tiếp thời điểm thay đổi thì chúng ta sẽ thấy trong câu nó sẽ có thay đổi như thế nào. So what has changed? Cái gì được thay đổi? Mình thấy thứ nhất là pronouns đại từ là sẽ phải thay đổi. Ví dụ như my, các bạn sẽ phải chuyển cho cô thành her và his. I, mình sẽ chuyển thành he và she, đại từ nhân xưng, đúng không ạ? Và tenses chắc chắn là phải thay đổi rồi, đó là thời thì. Trong câu trực tiếp mình có thể dùng thì hiện tại, ví dụ như là I am, I love, thì trong câu gián tiếp mình sẽ phải chuyển lùi thời, bởi vì cái phần gián tiếp nó là xảy ra sau đó. Như vậy mình sẽ chuyển sang quá khứ là was và loved. Đó. Các từ chỉ thời gian, time was, cũng thay đổi. Ví dụ tonight, các bạn sẽ chuyển thành that night, đúng chưa? Như vậy cô sẽ có một cái phần tổng kết như thế này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và nhớ lại cái phần kiến thức này nhé. So am is, mình cùng chuyển cho cô thành was. Mình chuyển thành were. Have or has, tức là động từ hiện tại đơn, chúng ta chuyển thành had. Và see chuyển thành saw. Đó. Can chuyển thành could. Can't chuyển thành couldn't. Win thành would. Và won't thành wouldn't. Đó. Như vậy sang câu gián tiếp thì chúng ta thấy tất cả
các thời thì liên quan đến nó đều thay đổi, bởi vì mốc thời gian thay đổi cho nên mình phải thay đổi những cái đó. Cái gì thay đổi nữa? So we see some of the verb tenses like some examples here. Chúng ta thấy một số ví dụ, cô đưa một số thời thì, ví dụ do chuyển thành did, hiện tại đơn chuyển thành quá khứ. I'm is doing chuyển thành was doing. Are doing mình chuyển thành were doing và have done mình chuyển thành had done, đúng chưa? Đó. So, if we want to report a sentence that is already in the past tense, we normally use the past perfect. À, như vậy nếu chúng ta muốn chuyển một câu gián tiếp mà đã ở thì quá khứ rồi thì mình sẽ phải chuyển nó thành quá khứ hoàn thành. Cô có ví dụ sau đây. I saw the film last week. À, tuần trước tôi xem một bộ phim. Như vậy mình chuyển câu gián tiếp ở quá khứ này mình sẽ chuyển là gì? He said that he had seen the film the previous week or the week before. Đó, anh ta nói rằng anh ta đã xem một bộ phim. Đó, như vậy mình nhớ các cái thời thì thay đổi như vậy. À, và đối với các modal verbs, các động từ khuyết thiếu thì như thế nào? What happens to modal verbs in reported speech? So let's have a look at the chart. Chúng ta cùng theo dõi bảng sau đây của cô. Đối với can, mình sẽ chuyển thành could. Will chuyển thành would. Đúng chưa? Should mình để nguyên. Must chuyển thành had to. May chuyển thành might. May cũng có thể chuyển thành could. Và shall chúng ta chuyển thành should. Đó. Bạn nào quên chúng ta sẽ có thể chụp lại cái slide này hoặc là screenshot màn hình để chúng ta cùng ghi nhớ để có thể mình ghi chép lại. Okay, so besides the tenses and other things related, we always remember to change in the time and places. Chúng ta phải nhớ là thời gian và địa điểm phải thay đổi. Bởi vì câu trực tiếp cô với chúng ta gặp nhau ở đây, nhưng sau đó mình tường thuật lại lời của cô Hương nói ở một chỗ khác và một thời điểm khác. Như vậy bản chất của câu gián tiếp là thời điểm khác và mốc thời gian khác. Như vậy mình sẽ phải thay đổi hai cái cơ bản đó. Như vậy đối với thời gian, now các bạn sẽ chuyển sang câu thành then. Today chuyển thành that day, ago chuyển thành before, tomorrow chuyển thành the following day, the next day, yesterday chuyển thành the day before và the previous day cũng được. Last week mình sẽ chuyển thành previous, the previous week or the week before. Và các mốc mang tính chất về địa điểm, here các bạn sẽ chuyển sang câu thành there, here chuyển thành there, this place, nơi này chuyển thành that place, and these chuyển thành those. Đó, như vậy những cái này cực kỳ quan trọng và rất dễ mất điển. Nếu như chúng ta không để ý thì mình sẽ mất lỗi và sẽ mắc lỗi ở những phần cơ bản đó. Okay, so let's move on to types of sentences. À, các bạn sẽ cùng đến với cụ thể hơn, đó là các loại câu gián tiếp. Ở đây cô đưa ra 4 loại câu gián tiếp cơ bản. Câu thứ nhất là về statements, là câu khẳng định. Câu thứ hai là questions. Câu thứ ba, question là câu hỏi. Câu thứ ba là comments, là câu mệnh lệnh. Và phần thứ tư là được cô đưa vào một số các trường hợp exceptions, là các trường hợp đặc biệt chúng ta sẽ cần ghi nhớ trong phần câu gián tiếp. Phần đầu tiên, đối với phần statement bao giờ cũng là phần dễ nhất, bởi nó là phần khẳng định, câu khẳng định. Thì chúng ta chỉ việc làm một động tác, đó là lùi thời. Ví dụ hiện tại thành quá khứ như bảng mà cô đã đưa ở phần trước, đúng không ạ? Và các pronouns, các đại từ chúng ta thay đổi. Anh ấy nói rằng, như vậy mình tường thuật lại lời của anh ấy nói. Như vậy chủ ngữ trong câu gián tiếp mình phải chuyển thành anh ấy, ví dụ như vậy. Hay là các trạng từ chỉ thời gian chúng ta cũng thay đổi. Và mình sẽ dùng động từ say hoặc tell để tường thuật lại. Cô có ví dụ về câu trần thuật. Ví dụ cô nói là I am watching TV now. À, tôi đang xem TV bây giờ. Đây là câu trong ngoặc kép, tức là câu trực tiếp. Như vậy mình phải chuyển sang câu gián tiếp thì mình sẽ tường thuật là anh ấy nói rằng anh ấy đang xem TV, đúng không ạ? Như vậy mình sẽ có he said that. À, anh ta nói rằng he said that he was watching TV then. Đó, như vậy anh ấy nói thì chủ ngữ phải chuyển thành he và now phải chuyển thành then. Đó, và thời gian thay đổi, như vậy chúng ta phải chuyển I am thành I was như phần cô tổng kết ở phần trước. Nếu bạn nào quên chúng ta phải xem lại để mình có thể cùng làm các bài tập sau đây cùng với cô. Hoặc mình có thể dùng cách thứ hai, đó là dùng động từ told. He told me that. Đó. Ngoài cách said that, mình có thể dùng told me that, đằng sau mình để nguyên. He was watching TV that. Đó là cách số 2. Đối với câu trần thuật các bạn dùng said that hoặc told me that. Đối với told thì có tân ngữ, tức là told somebody. He told me, he told her. Đó. Còn đối với said thì mình sẽ dùng said that hoặc là said to me that. Nó phải có to nếu như mình muốn đề cập đến một tân ngữ ở đây. Đó. Các bạn ghi nhớ.
Phần số 2 cô đề cập đến hai loại câu hỏi trong câu gián tiếp. Phần câu hỏi thứ nhất đó là câu hỏi WH question, là câu hỏi mang thông tin, tức là câu hỏi what's your name, tên bạn là gì, câu hỏi và đòi hỏi người trả lời phải đưa ra một thông tin nào đó. Thì thông thường chúng ta sẽ dùng động từ ask để chuyển, bởi vì nó là câu hỏi và động từ ask là động từ hỏi, cho nên chúng ta luôn luôn dùng động từ ask. Cô có ví dụ when will Sally and Tom come for dinner? À, khi nào thì Sally và Tom đến ăn bữa tối nhỉ? À, hai người này hỏi như vậy đúng không ạ? Như vậy Peter hỏi là, như vậy mình tường thuật lại cái lời của người khác nói, mình nói là gì? Peter asked me when you would come for dinner. Đó. Peter hỏi em là khi nào thì anh có thể đến được ăn tối. Đó, ví dụ như vậy. Như vậy chúng ta cùng theo dõi trật tự của câu hỏi, nó sẽ khác với câu trần thuật như thế nào. Chúng ta cùng nhìn ví dụ của cô sau đây nhé. À, cô có ví dụ số 2. What time does the supermarket open? Mấy giờ thì siêu thị đóng mở cửa? Mấy giờ thì siêu thị mở cửa, đúng không ạ? Mai ask me, Mai hỏi tôi mấy giờ thì siêu thị mở cửa. Đây là một câu trực tiếp. Nhớ là câu trực tiếp bao giờ tạo cho trong hoặc kép. Và mình sẽ phải chuyển, tức là mình sẽ phải chuyển sang gián tiếp và dùng động từ ask. Như vậy chúng ta dùng lại luôn Mai ask me, đúng không ạ? Mai hỏi tôi. Câu hỏi ở đây của cô là what time does the supermarket open? Cô có từ để hỏi là what time, does là chợ động từ, the supermarket là chủ ngữ và open là động từ, đúng không ạ? Và sang câu gián tiếp mình sẽ hỏi như sau. Mai ask me what time the supermarket opened. À, mình cùng theo dõi câu trực tiếp và câu gián tiếp xem có điểm gì khác nhau. À, đối với câu gián tiếp mình thấy là gì ạ? Từ what time để nguyên, the supermarket chủ ngữ để nguyên, và động từ open lúc này chúng ta thấy là đã được chuyển thành quá khứ. Ở câu trực tiếp nó là open ở hiện tại, và sang câu gián tiếp mình đã chuyển ed là quá khứ, và lúc này mình thấy không còn trợ động từ do và does nữa rồi. Đó, như vậy trật tự của một câu hỏi trong câu gián tiếp chúng ta dùng động từ ask để chuyển là một này. Thứ hai mình thấy là bao giờ cũng sẽ có từ để hỏi. Đó, như vậy ngoài ai hỏi ai, Mai ask me, Mai ask me, đó, I ask him, thì mình sẽ đến từ để hỏi WH question như là what, where, when, why. Sau đó đến chủ ngữ là supermarket trong trường hợp cụ thể này, và đến động từ, và nhớ là động từ chúng ta sẽ chuyển cho cô thành ed, tức là mình sẽ lùi thời, ở hiện tại mình sẽ chuyển thành quá khứ, và quá khứ thì sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành, đúng chưa? Ok, so đó là điểm cơ bản và mấu chốt của cách chuyển câu hỏi có từ để hỏi, là các bạn sẽ thấy từ để hỏi, sau đó đến chủ ngữ và đến động từ luôn. Còn tất cả những trợ động từ như do, did, does mình đều phải bỏ đi. Đó. Cô có ví dụ thứ hai. Why were you late? Mai asked me. À, bạn Mai lại hỏi tôi là gì ạ? Tại sao cậu lại đến muộn thế? Đó. Như vậy tương tự chúng ta thấy câu hỏi của cô ở đây là bắt đầu bằng từ để hỏi là why. Đó. Động từ to be là were, chủ ngữ là you, và tính từ late. Đó. Tại sao cậu đến muộn? Như vậy mình sẽ hỏi là gì? Mình để nguyên là Mai ask me, và trật tự của câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi đó là why, chủ ngữ you mình sẽ phải chuyển thành I, và động từ ở đây các con thấy là mình để were là quá khứ, như vậy mình lùi thời nó sẽ là had been. Ok, như vậy cô sẽ có câu gián tiếp như sau. Mai ask me why I had been late. Đó, như vậy chúng ta sẽ cùng xem lại trật tự của câu gián tiếp trong câu hỏi này nhé. Tất nhiên là sẽ có Mai ask me, ai đấy hỏi ai, đó là phần động từ dẫn, đúng không ạ? Sau đó mình đến từ để hỏi là why này. Sau đó đến you mình phải chuyển thành I, và were là quá khứ đã chuyển thành had been là lùi thời, là quá khứ hoàn thành, và late chúng ta để nguyên. Đó, như vậy mình cùng theo dõi lại, vẫn là từ để hỏi, sau đó đến chủ ngữ, sau đó đến động từ ed, và những thành phần khác như là tân ngữ, như là thời gian nếu có. Đó. Như vậy chúng ta nhớ cho cô cái phần đó nhé, bởi vì phần câu gián tiếp chủ yếu là các bạn sai ở phần đấy đấy. Chúng ta rất hay sai ở phần câu hỏi có từ để hỏi, hoặc là một loại câu hỏi nữa cô sẽ giới thiệu luôn, đó là phần câu hỏi yes no, là câu hỏi có từ để câu hỏi yes no, tức là câu hỏi để mình trả lời có hoặc là không, câu hỏi có sự lựa chọn, đúng không? Yes no question. So you expect the person to say yes or no. You don't ask for information but just yes or no, đúng không ạ? Nó gọi là câu hỏi yes no. Và đối với câu hỏi yes no thì mình sẽ dùng if hoặc whether để chuyển ở giữa. Như vậy ví dụ của cô đây là is it windy today? À, hôm nay trời có gió nhiều không? Kevin asked his grandfather if it was windy that day. À, như vậy mình thấy sang câu gián tiếp nó đã có sự thay đổi. Như đối với câu
câu gián tiếp ở phần trước chúng ta cũng thấy mình vẫn dùng động từ ask, đúng không ạ? Vẫn là động từ ask, ai đấy hỏi ai. Tuy nhiên không có từ để hỏi nữa bởi vì đây là câu hỏi yes, no. Như vậy mình phải dùng if hoặc là whether để thay thế cho từ để hỏi. Sau đó vẫn là chủ ngữ, đúng không ạ? Vẫn là để chủ ngữ và động từ mình vẫn phải lùi thời. Và các từ chỉ thời gian chúng ta cũng sẽ thay đổi, đúng chưa? Các bạn sẽ cùng theo dõi câu hỏi. Ví dụ số 1. Do you like coffee? Cậu có thích cà phê không? Ming asked me. Ming hỏi tôi là cậu có thích uống cà phê không? Như vậy câu hỏi ở đây của cô có chữ động từ do này. Chủ ngữ là you, động từ là like. Like thích cái gì? Thích coffee. Như vậy coffee nó sẽ là tân ngữ. Cô có Ming asked me if I liked coffee. Đó. Như vậy đối với câu hỏi yes no chúng ta thấy giống như câu hỏi phía trước là câu hỏi có từ để hỏi WH question. Tuy nhiên là mình không có từ để hỏi nữa mà mình thay bằng if hoặc là whether, sau đó đến chủ ngữ và đến động từ ed, tức là động từ đã lùi thời. Đó, I liked coffee. Đó, I like coffee as v cộng với động từ thôi đi, thêm đuôi ed. Nhớ là mấu chốt của câu gián tiếp là thời gian của chúng ta thay đổi, cho nên bắt buộc là chúng ta sẽ phải lùi thời chứ không được để thời y như câu trực tiếp. Đó. Another question, another example, example number 2. Is Lan your neighbor? The teacher asked me. Cô giáo hỏi tôi là Lan có phải là hàng xóm của bạn không? Okay. So the teacher, the question is, câu hỏi sẽ là is Lan your neighbor? Is to be, đúng không ạ? Mình sẽ hỏi như sau, the teacher asked me if Lan was my neighbor. Đó. Như vậy trật tự của câu này chúng ta thấy ai đấy hỏi ai, sau đó đến if và whether cô đã in đỏ ở đây, sau đó đến Lan là chủ ngữ, sau đó đến động từ ed. Như vậy khác với câu hỏi WH question là chúng ta sẽ chỉ thay thế cái WH question bằng một từ đó là if hoặc là whether, tức là mình dịch là anh ý hỏi tôi là liệu tôi có thế nọ thế kia không thôi, chứ mình không có cái từ để hỏi là tại sao như thế nào. Đó, chỉ khác một chỗ đấy thôi, chứ còn về trật tự của đằng sau đó là giống y như vậy. Chúng ta có chủ ngữ và động từ đuôi ed. Ok. So from this part, đến đây chắc chắn là các bạn đã nhớ lại cái phần kiến thức này rồi đúng không ạ? Cô đến với phần ngữ pháp số 3. Cái phần số 3 trong các loại câu, đó là câu về comments, là câu yêu cầu và câu đề nghị. Đối với câu yêu cầu đề nghị thì các bạn thấy là nó sẽ thường là nó sẽ có dấu chấm than ở cuối. Ví dụ cô có go and do your homework. Đi làm bài tập của con ngay đi. Paul told his son to go and do his homework. Paul nói với con trai của anh ấy là con phải đi làm bài tập ngay đi, đúng không ạ? Như vậy anh ấy bảo với con trai cái điều đó. Như vậy thời điểm thay đổi, mình thấy người ta dùng told somebody to do something. Don't kiss me. Đừng có hôn con nữa, đúng không ạ? Bạn này bạn nói như vậy. So Chris told his mother not to kiss him. Chris bảo với mẹ là không được hôn anh ấy. Lớn rồi, đúng không ạ? Như vậy mình thấy đối với câu mệnh lệnh, tức là bắt đầu bằng động từ hoặc câu bắt đầu bằng don't, thì chúng ta sẽ dùng cho câu động từ told somebody to do something. Told somebody to do something đối với động từ, bắt đầu bằng động từ. Và told somebody not to do something đối với câu mang tính chất phủ định, tức là bắt đầu bằng don't. Đúng chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiếp theo. Trong cái phần này cô cung cấp một cái bảng cho các bạn để tổng hợp lại những cái phần lúc nãy mà cô đã vừa mới nói, hoặc là mình cũng đã học rồi nhưng mình cũng có thể quên. Ta sẽ dùng cái phần này để cùng ghi nhớ lại mảng kiến thức về câu gián tiếp. Tuy nhiên ở đây cô có add thêm một số cái cô gọi là reported speech for typical sentences, là cái phần câu gián tiếp đối với một số thì khó, tức là một số thì mà có thể người ta không dùng quá nhiều nhưng mình cũng vẫn phải biết đến nó có thật sự thay đổi như thế nào. Ví dụ ở đây cô có simple present là hiện tại đơn, mình sẽ chuyển cho cô thành simple past là quá khứ đơn. Present progressive hiện tại hoàn thành, cô sẽ đổi hiện tại tiếp diễn, mình sẽ chuyển thành past progressive là quá khứ tiếp diễn. Simple past quá khứ đơn, present perfect quá khứ hiện tại hoàn thành, và past perfect là quá khứ hoàn thành. Cả ba cái này cô đều dùng một màu hiển thị ở trên này để bởi vì nó cùng chuyển thành past perfect simple, đều cùng chuyển thành quá khứ hoàn thành. Đó, như vậy quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành đều chuyển thành quá khứ hoàn thành. Như vậy nếu thế thì chúng ta thấy có quá khứ hoàn thành thì mình không chuyển đâu nữa, mình vẫn để nguyên trong ba cái trường hợp đối với quá khứ, đúng chưa? Đến thì past progressive là quá khứ tiếp diễn, sau đó present perfect progressive là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hay là past perfect progressive là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, thì ba cái này chúng ta cùng chuyển thành past
perfect progressive là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ở đây chúng ta cùng nhìn bảng ở đây nhé. Còn am is I going to là tương lai đơn, tương lai gần đấy, thì mình chuyển thành would you going to. Wish, đối với wish, câu ước đúng không ạ? Câu ước thì chúng ta sẽ chỉ chuyển động từ wish thôi. Đó. Như vậy I wish thì trong câu gián tiếp mình sẽ chuyển chỉ động từ wish, tức là she wished that, cô ấy ước rằng. Đó. Còn những cái khác chúng ta để nguyên và chúng ta vẫn theo quy tắc lùi thời. Đối với câu điều kiện loại 2 để nguyên, loại 3 để nguyên, used to, had better và would rather là để nguyên. Như vậy bốn cái phần cuối cùng, tức là cái màu cuối cùng là màu hồng hồng ở dưới cùng đấy, thì bốn cái phần mảng này chúng ta sẽ để nguyên và không phải thay đổi thì. Đó, như vậy cô lưu ý luôn là trong câu gián tiếp không phải lúc nào chúng ta cũng thay đổi tất cả các thì, mà có những cái mà mình cần phải giữ nguyên bởi vì mình không chuyển đến đâu được nữa. Đó. Mình sẽ cùng tiếp theo một số cái trường hợp đặc biệt. Cô đến với trường hợp đặc biệt nhé. Simple past and past progressive do not normally change in sentences when we use when or if. Đối với thì quá khứ và quá khứ tiếp diễn, thông thường là quá khứ nếu mà đơn lẻ chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Hay là quá khứ tiếp diễn thì mình trong cái phần trước là cô thấy là để nguyên, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ chuyển như thế nào khi nó kết hợp hai cái thì này trong cùng một câu? Cô lấy ví dụ, when I was having breakfast, the telephone suddenly rang. Khi tôi đang ăn sáng thì chuông điện thoại kêu. Đang ăn thì bỗng nhiên điện thoại kêu, đúng không ạ? Đối với trường hợp quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đi với when hoặc là if thì chúng ta sẽ giữ nguyên hai cái thì này cho cô, bởi vì mốc thời gian của nó đã cho biết là cái nào trước cái nào sau rồi, cho nên mình không có cái sự phân biệt là cái này trước cái nào sau, cho nên mình không cần phải lùi thời. Như vậy câu gián tiếp của phần này cô sẽ chuyển là she said that when she was having breakfast the telephone suddenly rang. Đó, như vậy mình chỉ chuyển she thôi, bởi vì cô ấy nói thì trong câu tiếp theo mình cũng vẫn sẽ chuyển là she, đúng chưa? Và nhớ là khi có when và if, bởi vì thì của hai cái phần này nó là cái thì của hai cái phần này nó đã phân biệt được câu nào trước và câu nào sau rồi, cho nên mình sẽ không cần thiết phải chuyển nữa. Và nếu chúng ta chuyển là sẽ sai đấy nhá. Cô có ví dụ số 2, if I had more time I would learn French. Nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ học tiếng Pháp. Lại có if nhá. Đối với câu if chúng ta cũng sẽ không lùi thời đâu. Như vậy câu này mình sẽ chuyển gián tiếp là he said that if he had more time, he would learn French. Anh ấy nói là nếu anh ấy có thời gian thì anh ta sẽ học thêm tiếng Pháp. Như vậy, đối với câu if là câu điều kiện, trong cái bảng cô cũng nói rồi, loại 2 và loại 3 chúng ta không chuyển, không lùi thời. Nhớ chứ đừng cái gì cũng lùi là sai hết đấy nhá. Ok. We have some other example. And we use the back shift of simple past and past progressive, and it is optional if they cannot be mistaken for back shift or present tense. So the time expression indicating past, so it is not necessary for use to change. Nếu như trong câu sử dụng quá khứ và quá khứ hoàn thành thì chúng ta nhớ là she left buttons on Monday, ví dụ như vậy, thì câu này chúng ta sẽ chuyển như thế nào? Các bạn sẽ cùng comment answer cho cô của cái câu này cô xem nào. Và cô nhờ chị Linh, chị thử xem là có bạn nào có câu trả lời đúng cho phần này không? Các bạn học sinh hãy cùng ở nhanh tay comment lên một chút nhé. Câu này em nghĩ là để em làm ví dụ trước đi ạ. Ok. Em sẽ làm là he said that she had left Boston on Monday. Chị Linh làm là he said that she had left Boston on Monday. Như vậy chị Linh, chị có làm chính xác và rất là chuẩn câu này rồi đấy ạ. Như vậy câu này, đối với câu này chúng ta có hai cách. Một là chuyển y như chị Linh là chính xác rồi ạ. He said that she had left Boston on Monday. Hoặc cách thứ hai mình có thể để nguyên quá khứ, mình không phải chuyển như cô vừa mới phân tích ở phía trước, bởi vì nó có thời gian và nó có tức là nó có thời điểm cụ thể thì chúng ta sẽ không cần thiết phải chuyển. Tuy nhiên là mình vẫn cứ nên chuyển thành quá khứ hoàn thành như chị Linh, đúng không ạ? Okay, so we have sentence number 3, we come to advice expression. Đối với loại câu liên quan đến câu khuyên bảo thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Khuyên bảo, hình thức của nó sẽ là must, ought to hoặc là should, là các động từ liên quan đến nên và phải làm gì đó, đúng không ạ?
thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Hoặc là mình cũng có thể là if I were you, đúng không ạ? Đều được liệt kê vào phần câu liên quan đến phần câu khuyên bảo. Ví dụ của cô như sau: You must read that book. À, bạn phải đọc cái quyển sách đấy đấy. So, he advised to read that book. Ở đây cô thiếu một chút. Mình có thể để advise hoặc là advise me, advise him, đúng không ạ? He advised me or he advised to read that book. Đó, như vậy đối với động từ must hoặc là should hoặc là ought to hay là với if I were you nhưng mang tính chất cái câu của người ta là mang tính chất khuyên bảo thì chúng ta sẽ dùng động từ advise để chuyển. Đúng chưa? Hay là gì? You should read that book. À, bạn nên đọc cái quyển sách đấy. Bạn nên đọc cái quyển sách đấy. So, he advised me to read that book. Anh ấy khuyên tôi đọc quyển đó. Đúng chưa? Hay là if I were you, I would study overseas. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ đi du học ở nước ngoài. So, she advised me to study abroad. Đó. Như vậy nhớ cho cô là tất cả các câu khuyên bảo ngoài động từ should và ought to thì mình cũng có những động từ khác cũng hàm nghĩa mang tính chất khuyên bảo như là động từ must hoặc là if I were you thì mình sẽ dùng cho cô advise somebody to do something hoặc là có thể là advise somebody not to do something, khuyên ai đấy nên làm gì hoặc khuyên ai đấy không nên làm gì, chúng ta tùy thuộc vào should hay là shouldn't, đúng không ạ? Tất nhiên là must mình vẫn có thể chuyển thành had to như bình thường trong cái phần bảng của cô có tổng kết rồi, đúng không ạ? Ok, như vậy đi đến cái phần này là chúng ta cũng khá nhiều bảng kiến thức rồi đấy ạ. Và chúng ta cùng đến với một số dạng câu đặc biệt. Đối với câu let's, how about, why don't we, let's do something, let's go to the cinema, let's eat out tonight. À, rủ nhau làm gì đó, đúng không? How about going to the cinema tonight? À, đi, tối nay đi xem phim đi. À, như vậy, đối với câu rủ và câu mời, tại sao lại không? Câu đề nghị, đúng không ạ? Mang tính chất là tại sao bạn lại không làm thế này, tại sao không bạn không làm thế kia thì mình sẽ dùng động từ gì để chuyển? À, các bạn sẽ dùng cho cô động từ suggest nhé. Ví dụ cô có let's go to the cinema, mình sẽ dùng động từ suggest. He suggested going to the cinema. À, anh ấy gợi ý là đi xem phim. Suggest doing something, đó, gợi ý làm gì. Or he suggested that we should go to the cinema. Hoặc là mình dùng suggest that somebody should do something. Hai cái này hơi khác nhau một chút. Nếu như mình cùng làm thì mình sẽ dùng suggest doing something, cùng làm cái việc đó với cái người đấy thì mình sẽ dùng suggest doing. Còn mình gợi ý cho người khác làm thì mình sẽ dùng that somebody should do something. Chúng ta phân biệt hai cái đó cho cô. Why don't we go out for dinner? À, cũng là thuộc nhóm câu why don't we và let's là câu gợi ý đó, chúng ta sẽ dùng suggest. He suggested going out for dinner. Phần lớn các động từ suggest đều là cùng làm với cái người đó, cho nên chúng ta dùng suggest doing something, đúng chưa? Phần số 5 cô đưa vào đó là các câu mang chức năng của lời nói. Câu mang chức năng lời nói là như thế nào? Cô có ví dụ về câu đầu tiên. Thứ nhất là câu cảm thán. Ví dụ, what a lovely garden they have. À, họ có một khu vườn thật là đẹp. Đó là một câu cảm thán. Thì mình sẽ dùng động từ exclaimed that để chuyển, đúng không ạ? So, he exclaimed that the garden was very lovely. Anh ấy thốt lên rằng khu vườn thật là đẹp. Như vậy mình dùng exclaimed. Động từ exclaim là thốt lên. Và cái vế đằng sau mình thấy là the garden was very lovely, đúng chưa? How hot is it? How hot it is. So he exclaimed that it was very hot. Anh ấy thốt lên là trời nóng thế. Như vậy đối với câu cảm thán chúng ta dùng exclaim that somebody should do something nhé. Hay là câu xin lỗi, mình hay nói sorry, I'm sorry for that, I'm sorry I come late. À, tôi xin lỗi vì tôi đến muộn. Thì mình sẽ dùng cho câu động từ apologize để chuyển. So the boy apologized for coming late. À, cậu bé xin lỗi vì đến muộn. Or you stole my money. The woman said to the man, chính anh lấy tiền của tôi. Như vậy đây là một câu buộc tội, mình dùng accused. So, the woman accused the man of stealing or having stolen her money. Đó, như vậy hai ví dụ của cô liên quan đến phần câu mang chức năng lời nói. Tức là mình dịch cái câu đó ra để mình xem là câu đó là một câu mời, là một câu buộc tội hay là một câu xin lỗi. Và cô cùng tổng kết với các bạn một số cái câu, một số cái cấu trúc mà chúng ta hay dùng trong cái phần chức năng lời nói. Ví dụ động từ accuse somebody of, buộc tội ai vì điều gì, chúng ta dùng cái câu accuse somebody of. Hay là apologize somebody for, xin lỗi ai vì điều gì. Hay là warn somebody of, cảnh báo ai vì điều gì. Mình dịch cái câu ra, mình xem nó là có phải câu cảnh báo không, có phải câu buộc tội không, chúng ta dùng động từ tương ứng nhé.
blame somebody for, đổ lỗi cho ai. And congratulate somebody on, congratulate là chúc mừng ai, hay là compliment đều là khen, đúng không? Criticize somebody for là mình chỉ trích ai, hay là praise somebody for là mình khen ngợi, đúng không? Hay là insist on, mình cứ khăng khăng làm điều gì. Và remind somebody of là mình gợi nhớ ai về điều gì đó. Và tất cả những động từ này chúng ta sẽ để cho câu verb in ở đằng sau, hoặc là một danh từ. Verb in tức là động từ thêm in, và khi động từ thêm in vào thì nó thành danh từ, bởi vì giới từ ở đằng trước, of, for. Như vậy đằng sau ta để verb in, đúng chưa? Như vậy đối với câu mang chức năng lời nói thì các bạn nhớ lại những cấu trúc này để làm cho đúng cho phần này nhé. Như vậy trong khoảng thời gian khoảng 30 phút thì cô cũng đã giới thiệu cho chúng ta phần lý thuyết liên quan đến câu gián tiếp, bao gồm tất cả các loại câu như là câu tường thuật, câu hỏi, hai loại câu hỏi, câu mệnh lệnh và các loại trường hợp câu đặc biệt và chúng ta cần phải ôn lại trong phần này. Và trong phần thứ hai cô sẽ giới thiệu chúng ta các dạng bài mà người ta hay cho trong đề thi, bao gồm những dạng bài như thế nào. Dạng bài đầu tiên đó là phần trắc nghiệm, chúng ta hay thấy đầu bài sẽ là choose the best option A, B, C, or D. Hoặc là các bạn làm trên phiếu trắc nghiệm thì người ta sẽ thấy là circle A, B, C, or D, đúng không? Ví dụ như vậy. And so number one we have she asked me where I chấm chấm from. Các bạn sẽ điền cho cô ví dụ như thế nào. Các bạn học sinh từ nãy giờ chúng ta theo dõi, các bạn sẽ cùng làm với cô và comment answer. Cô để trên hình 3 câu liên tiếp, chúng ta có thể comment luôn 1, 2 và 3, sau đó cô sẽ cùng chữa nhé. Cô đã nhìn thấy những đáp án đầu tiên trong phần này, đúng chị Linh nhỉ? Dạ vâng ạ. Các bạn học sinh đang comment đáp án cho câu 1 là đáp án D, có đúng không ạ? Chính xác rồi, bởi vì trong câu gián tiếp thì chúng ta thấy là động từ phải thay đổi và ít nhất nó phải ở động từ ED. Như vậy, trong A, B, C và D ở đây của cô không có cái nào, chỉ có đáp án D là biểu thị quá khứ, là ED. Còn lại A, B và C là không có. Như vậy đáp án D là đúng chị Linh nhé. Ok, very good. So keep on your great work. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Câu số 2. Như vậy, nhớ lại là động từ ở câu gián tiếp mình để ít nhất cho cô là ở quá khứ, và sau đó mới đến quá khứ hoàn thành hay các thay đổi mà cô đã đề cập đến ở phần số 1. Câu hỏi số 2 là gì nhỉ? Ok. So number 2 là I asked Martha, tức là một câu hỏi. Câu hỏi như vậy chúng ta thấy trật tự của câu hỏi ở đây mình thấy có hai cái if. Có hai cái if ở B và D. Như vậy mình hiểu rằng là câu này chắc chắn nó sẽ phải dùng đáp án B hoặc D rồi, bởi vì câu hỏi thì phải có if hoặc là có từ để hỏi, mà A và C thì không có. Như vậy các bạn chọn B hay là D? Chị Linh xem các bạn ý trả lời câu nào. Em thấy các bạn học sinh đang comment là đáp án D. If đáp she was D. Planning. Ok, correct, very good answer. Chúng ta sẽ đã trả lời đúng rồi đấy. Phải là if she was planning. Đó, như vậy bởi vì sao? Bởi vì B của cô là is planning, là hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Như vậy mình phải chuyển thành was planning mới chính xác. Đó. Câu số 3 tương tự. Julia said that. Julia nói rằng, chúng ta nhìn nhanh, cái nào là quá khứ? Chắc chắn đây phải là B rồi, bởi vì A, C và D đều không hiển thị quá khứ ở đây. Như vậy đáp án của câu 3 của cô sẽ là đáp án B. Đó, đúng chưa? Như vậy ba câu đầu tiên chúng ta thấy nếu như thuộc phần lý thuyết của câu gián tiếp chúng ta thuộc, chúng ta sẽ làm rất là nhanh và tốt phần câu trắc nghiệm. Mà như chúng ta đã biết đề thi năm nay, các bạn đã biết thông tin gì chưa ạ? 100% là trắc nghiệm, không phải như là năm ngoái. Năm ngoái chúng ta là có 80% trắc nghiệm và 20% tự luận, nhưng đề thi năm nay chúng ta đã được công bố rằng 100% trắc nghiệm. Như vậy cái điểm số cho phần trắc nghiệm rất lớn, và nếu như chúng ta nắm vững phần kiến thức ngữ pháp thì mình sẽ càng có cơ hội được điểm cao hơn. Cô có từ câu 4 đến câu 5, bạn sẽ cùng comment the answer, xem cô xem bạn nào trả lời đúng nhất trong phần này nào. Câu trực tiếp của cô là Have you got 20 pounds? Cậu có 20 bảng không? Paul asked her. Như vậy câu hỏi thì mình sẽ phải if hoặc là whether. Cả 4 đáp án ở đây cô đều có if và whether. Đằng sau if và whether sẽ là chủ ngữ, sau đấy động từ. Mình nhìn xem đáp án nào có chủ ngữ và động từ. A, C và D đúng không ạ? Mình chọn cái nào? Theo chị Linh thì đáp án nào ạ? Nếu là em thì em sẽ chọn là đáp án B ạ. Đáp án B, if she had got, correct. Chị Linh có vẻ là rất là xuất sắc trong môn tiếng Anh đúng không ạ? Ok, so B is correct. And the last one, number 5, we have he told me, told somebody to do something. Như vậy câu này chắc chắn mình sẽ chọn luôn cho cô là to pick him up. Đó, ba đáp án kia mình sẽ bỏ, là đáp án nhiễu thôi đúng không ạ? Như vậy dạng bài đầu tiên chúng ta thấy đó là phần câu trắc nghiệm. Dạng bài số 2 đó là phần câu chúng ta cũng rất dạng bài rất hay gặp, đó là phần
Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs correcting. Đó là phần sửa lỗi sai. Sửa lỗi sai cũng là một dạng bài cực kỳ phổ biến trong phần bài thi, và dạng câu gián tiếp luôn luôn là phần mà các thầy cô đưa vào cái phần sửa lỗi sai hoặc là cái phần multiple choice như vừa rồi cô vừa mới đưa ra đấy. Chúng ta cùng theo dõi câu số 1. I ask him how far was it to the station if I went there by taxi. À, chúng ta cùng xem A, B, C hay D sai. Ok. À, cô đã bắt đầu là thấy những câu trả lời đầu tiên cho phần câu hỏi này, chứng tỏ các bạn đã nghe rất là kỹ cái phần hướng dẫn lại kiến thức của cô ở phần trước. Đằng sau how far là từ để hỏi, mình sẽ có chủ ngữ và động từ. Như vậy ở đáp án B, ở phương án B của chúng ta, người ta để was it tức là bị ngược. Như vậy đây mình sẽ đảo thành it was là chính xác. Như vậy mình sẽ thấy sai ở B và chúng ta sửa thành it was. Đây là cô sửa thôi chứ còn trong bài kiểm tra thì mình chỉ việc khoanh B là đã được điểm rồi. Đúng chưa? Chúng ta cùng tiếp với câu số 2 và 3 và 4. À, đến câu 2 nhưng cô thấy là có những bạn cũng đã trả lời được hết tất cả 4 câu đúng rồi đấy. Các bạn cực kỳ xuất sắc luôn. Number 2. They asked me that I could do the shopping for them. Oh, ask me thì không có that. Ask me thì phải có đằng sau ask somebody mình sẽ có if hoặc là whether hoặc là từ để hỏi. Như vậy that ở đây chắc chắn là sai rồi. Như vậy câu số 2 cô sai ở that và phải bỏ, phải chuyển thành if. Đúng không? Number 3, her mother told her son, do not go out with him the night before. Mẹ cô ấy nói với cô ấy là phải đi nọ đi kia đúng không? Như vậy, told somebody to do something, or told somebody not to do something. Như vậy, đây lại told her, do not go. Như vậy, cái do not go này sai, đúng chưa? Đó, rất nhiều bạn đúng rồi đấy. Như vậy, câu B này các bạn sẽ sửa cho cô Thánh, told her not to go. Đó. Và câu số 4 cô có the traffic wouldn't ask me why had I packed my car there. À, ask me lại là một câu hỏi. Đằng sau ask me có why từ để hỏi là đúng rồi. Đằng sau why sẽ là chủ ngữ. Như vậy mình lại thấy had I lại không phải chủ ngữ rồi. Như vậy chỗ này là trục trặc ở C. Như vậy sai ở C. Nó nhìn rất nhanh đúng không ạ? Phải sửa thành cho cô thành I had, bởi vì đằng sau từ để hỏi mình sẽ có chủ ngữ là I, sau đó mình đến động từ. Đó, đây là một cái lỗi cực kỳ cơ bản và cũng cực kỳ dễ nhận biết, nhưng mà vẫn nhiều bạn vẫn không biết làm. Đấy, cô rất là ngạc nhiên bởi khi cô chấm bài các bạn không identify được cái chỗ đó ra, rất là tiếc, mặc dù cái phần này không phải là khó. He said that he will pick me up at 8 a.m. the following day. À, cái phần này như thế nào? He said that he will pick me up. À, đằng sau đối với will chúng ta thấy lý thuyết phải chuyển thành would, nhưng vậy đây là lại sửa để nguyên thành will, như vậy câu này sai ở B và mình sẽ chuyển cho cô Thánh thành would, đúng chưa? À, chị Linh ơi, chị Linh xem câu 6 có bạn nào trả lời đáp án chưa? Các bạn học sinh có vẻ là thấy câu 6 hơi khó nên em chưa thấy các bạn học sinh comment đáp án. Cô có thể gợi ý một chút được không ạ? Ok, so number 6, mình thấy này, said that the book in the library would be available tomorrow. À, mình thấy động từ will chuyển thành would là đúng rồi. Tất cả mọi thứ đúng rồi, tuy nhiên tomorrow là thời gian người ta để nguyên. Tức là cái phần câu trực tiếp mình cũng nói tomorrow. Về thời gian câu gián tiếp thay đổi mình sẽ phải chuyển tomorrow thành the following day. Như vậy câu này sai ở D. Đó, các bạn để ý nhé. Thời gian và địa điểm thay đổi. Chúng ta cùng làm tiếp câu số 7 và 8 cùng với cô nào. So the receptionist said I must fill out that form before I attended the interview. À, must không để nguyên. Must không để nguyên mà phải chuyển thành gì ạ? Had to. Đó. Và câu cuối cùng chúng ta thấy, nhìn nhanh này, Matty said a good friendship is. À, không bao giờ câu gián tiếp lại để is như này cả. Đúng không chị Linh nhỉ? Như vậy câu này chị sẽ chuyển thành gì? Em sẽ chuyển be thành was. Thành was, chính xác. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Như vậy chắc chắn là ăn điểm trong phần câu gián tiếp nếu chúng ta có phần này trong phần đề thi đúng không ạ? Chúng ta cùng đến với dạng bài số 3, đó là phần viết lại câu. Rewrite the sentences with no change in meaning. Trong cái phần này cô để các bạn ở dạng trắc nghiệm, bởi vì trong cái phần đề thi năm nay là người ta không cho phần phần tự luận nữa, mà người ta sẽ biến những cái phần writing trước đây 8 câu tự luận sẽ được biến thành phần trắc nghiệm. Như vậy cô sẽ đưa các bạn một cái dạng đề thi mà chúng ta làm quen luôn trong cái phần chủ đề này với cô. Đó là người ta sẽ đưa một câu và người ta sẽ cho chúng ta 4 lựa chọn. Mình sẽ xem lựa chọn nào sẽ tương ứng và cùng nghĩa nhất. So, I have number 1, you damaged my laptop, Mike, said Sylvia. Anh đã làm hỏng máy của tôi. Mike
Sylvia nói. Đó, như vậy cô Sylvia này cô ấy buộc tội anh Mike là làm cái việc đó. Như vậy mình nhớ là mình sẽ dùng động từ gì? Động từ accuse cô Hương đã cung cấp cho các bạn rồi. Như vậy chọn ngay đáp án D. Đó. Number 2. What did you do to my hair? Anh làm gì với tóc của tôi thế? Paul nói với Sarah. Như vậy, Paul nói chức năng của Paul là gì? Đây là một câu hỏi thôi đúng không ạ? Anh làm gì với tóc của tôi thế? Và câu hỏi có từ để hỏi là what đúng không ạ? Như vậy đằng sau từ để hỏi phải là chủ ngữ. Mình nhìn nhanh xem đáp án nào là đúng. Có 3 cái B, C và D đều có what đúng không ạ? Tuy nhiên đáp án D của cô đằng sau what là chủ ngữ. Như vậy mình chọn luôn đáp án D bởi vì đằng sau từ để hỏi phải là chủ ngữ. Đó là đáp án D là đúng. Được chưa ạ? À, các bạn cùng làm quen với các dạng phần tự luận, phần trắc tự luận đã được biến thành phần trắc nghiệm trong phần câu gián tiếp này. You've won the game, congratulations, say the coach to his players. Đây là một câu chúc mừng. Chúc mừng chúng ta dùng động từ congratulate, cô đã cung cấp rồi đúng không? Như vậy mình chọn luôn congratulate ở đây là C rồi đây này. Đó, như vậy mình không cần phải nhìn nhiều. Như vậy nhớ cái phần mà cô summarize lại cái phần câu mang chức năng lời nói nhé, để mình có thể làm nhanh và nhìn nhanh. So the coach congratulated the players on winning the game. Và câu cuối cùng, let's register for the excursion, said Jake. Jake nói là gì ạ? Hãy đăng ký để tham gia cái chuyến đi này. Đăng ký câu let's đúng không ạ? Câu let's là câu mang chức năng về gợi ý, mình dùng từ suggest. Chọn luôn A. Đúng chưa? Chọn luôn A. Như vậy đến đây cô đã giới thiệu cho chúng ta xong cái phần ba dạng bài tập liên quan trực tiếp đến phần ngữ liệu của phần câu gián tiếp trong phần đề thi. Và cô nhắc lại là cái phần ngữ pháp, các cái chuyên đề ngữ pháp mà cô lần lượt giới thiệu với các bạn sau đây, nó sẽ là những chuyên đề mang cái trọng lượng điểm rất là cao trong cái phần đề thi, và đặc biệt là nó sẽ ở trong hết các phần trắc nghiệm. Như vậy các bạn sẽ phải để ý để làm các dạng bài trắc nghiệm mà người ta sẽ chuyển từ cái phần tự luận sang trắc nghiệm. Trong cái phần này cô đã giới thiệu với các bạn phần viết, phần writing 8 câu tự luận đã được biến thành cái phần trắc nghiệm như thế nào. Chắc chắn là các bạn đã có những giây phút để ôn tập lại rất là bổ ích, cũng như là đã có những cái phần comments answer chính xác và ôn tập cùng với cô ngày hôm nay. Đúng không chị Linh nhỉ? Dạ vâng, vậy thì cô có thể tóm tắt lại cho các bạn học sinh những trường hợp mà ngoại lệ của dạng câu gián tiếp được không ạ? Các bạn học sinh cũng đang comment hỏi phần đó ạ. Ok, như vậy đối với các trường hợp câu ngoại lệ thì chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì ạ? Một là các câu ngoại lệ chúng ta nhớ cái bảng mà cô đã remind lại các bạn. Ở trong phần này cô sẽ chiếu luôn lại cho các bạn. Nói lại luôn cho các bạn trong phần này, đó là thứ nhất là mình có cái bảng mà một số cái thì mà người ta không thay đổi, đó là thứ nhất mình cần phải nhớ. Thứ hai là các loại câu liên quan đến chức năng của lời nói là chúng ta cũng sẽ phải dùng các động từ tương ứng, và cô có cái slide liên quan đến phần câu mang chức năng lời nói chúng ta cùng học thuộc để làm tốt cái phần này nhé.